Con mới đánh anh Hy đúng không? Con có phải mới đánh anh Hy không? Không đánh anh Hy nữa nghe chưa? Suy nghĩ à? Trên mây đi. Con muốn được hả? Cái ta? Ngon quá. Bắt mẹ nữa. Nhảy nào. Hey. Ôi trời. Hết rồi. Đi bôi đi, cô ơi cho âm. Your name is the same to my friend in Great London. Rồi ai bảo con làm đổ chứ ai làm đổ nữa con. Sữa chua chan nước mắt à? Tại sao con cứ móc ra như thế? Con lại đổ thừa anh Hy. Không, Hy không làm gì con cả. Hy liên quan gì mà Hy móc cái cầm con? Hy đánh Hưng. Lại nữa, lại Hy đánh Hưng. Anh Hy đánh con Hưng lúc nào? Con. Không đỏ ấy à? Thôi Hưng không ăn nữa nhá. Không đỏ ấy à? Thế Hưng ăn gì đấy? Ăn bún. Ăn bún á? Ăn hủ tiếu. Mời ông Năm ăn hủ tiếu không? Ông Năm. Ăn hủ tiếu. Sao vậy? Các bạn đi. Bị sao hết bằng ai coi. Không khóc. Xuống đi, từ xuống. Tụt cho các anh còn xuống nữa con. No. Ê. Nằm nó ngủ luôn đi. Rồi nằm đây luôn đi. Thôi đi về nè, cho thằng Hưng ngủ ở đây. Ok. Ê, không quát nha. Quát ăn đòn nha. Mẹ.
xuống cho người ta xuống kìa. Anh xuống kìa. Rồi anh trúng đầu. Rồi trúng đầu luôn. Té té xuống chứ. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Cái gì hả con? Không có gì. Không có tiền. Không có tiền à? Không có tiền. Không có tiền đâu. Rồi qua đường đi không? Đi. Không có ai cả bạn. Xe đó. Sợ quá.